Xin chào quý các bạn, rất vui được chào đón quý các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Trước khi đi vào video, quý các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý các bạn trở lại với dự án cầu vượt Nguyễn Văn Cừ Hồng Tiến để xem đến hiện nay thì tình hình thực hiện tiến độ như thế nào. Bây giờ mời quý các bạn cùng theo dõi video. Đây là vị trí đầu phía bên phố Hồng Tiến. Hiện nay phía bên đầu phố Hồng Tiến cũng như đã đề cập ở nhiều video lần trước, không có gì thay đổi. Nhà thầu đang tập trung thi công phía đầu bên ngõ 189. Có thể hoàn thành ngõ 189 mới tiếp tục thi công phía bên đầu của phố Hồng Tiến này. Công trình cầu vượt nằm trong dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Được phê duyệt tại quyết định số 7588 QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 với quy mô tổng chiều dài toàn tuyến là 1,52 km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Cừ, điểm cuối giao với tuyến đường hành lang chân đê tại ngõ 264 Ngọc Thụy, chiều rộng mặt cắt ngang là 40m. Công trình có tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp trên 325 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư trên 719 tỷ đồng. Công trình có diện tích sử dụng đất khoảng 82.000m2. Dự án thì do Ủy ban dân quận Long Biên làm chủ đầu tư, trong đó đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Long Biên. Đơn vị tư vấn giám sát dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông số 2. Dự án do các đơn vị trúng thầu gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Hưng thi công gói thầu số 8, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nhà Tây Hồ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phát triển Xây dựng Thăng Long thi công gói thầu số 9, liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Gia Lâm, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng số 26 thi công gói thầu số 10. Bây giờ mời quý vị bạn cùng đi sang phía bên ngõ 189 để xem hiện nay phía bên ngõ 189 nhà thầu có gì thay đổi so với video đề cập gần đây nhất. Như quý vị bạn đang nhìn thấy, đây là đầu phía ngõ 189. Hiện nay theo như quan sát thì nhà thầu đã bắt đầu tiến hành đào các hố trụ để thi công một trong những hố trụ đầu tiên phía bên đầu ngõ 189. Dự án thì do Ủy ban dân quận Long Biên làm chủ đầu tư, trong đó đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Long Biên. Đơn vị tư vấn giám sát dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông số 2. Hiện nay về công tác giải phóng mặt bằng thì như các bạn cũng có thể nhìn thấy trên video, chủ đầu tư vẫn đang tích cực thi công giải phóng nốt số mặt bằng còn lại để có thể tiến hành thông toàn tuyến trong thời gian tới. Ngoài ra tại vị trí cuối của đường dẫn thì nhà thầu cũng đã tiến hành thi công xong các phần cọc khoan nhồi như đã đề cập ở video gần đây nhất. Ở vị trí các bạn đang nhìn thấy, đây là một trong hai hố trụ đã được đào cũng như nhà thầu đang cho công nhân tiến hành làm thép để đổ bê tông móng hố trụ trong thời gian sớm nhất. Còn đây là vị trí hố trụ thứ hai, một trong hai hố trụ được thi công đầu tiên. Hiện nay nhà thầu cũng đang cho công nhân tiến hành làm thép để thi công đổ bê tông móng trong thời gian tới. Như vậy đến hiện nay về công tác thi công phía bên ngõ 189 cũng đã có một chút chuyển biến so với các video đề cập gần đây nhất. Hiện nay nhà thầu đã tiến hành đào các hố trụ để tiến hành làm thép cũng như đổ bê tông móng hố trụ trong thời gian tới. Cảm ơn quý các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý các bạn thấy video này có ích, xin hãy cho kênh một like, share để giúp lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý các bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới.
Và đặc biệt quý các bạn nào chưa đăng ký xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý các bạn trong các video tiếp theo.